Trước khi bắt đầu video, các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ hình cho hình hộp ABCD. Rồi, mình đã vẽ được hình hộp ABCD mình đặt các đỉnh vào. Đây mình đặt A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy là ABCD. Gọi M là điểm trên A phẩy B phẩy. Sao cho M A phẩy và M B phẩy? Vậy M là trung điểm của A phẩy B phẩy. Thì M ở đây. N là điểm trên cạnh BC. Sao cho NB bằng 2 lần NC chia làm 3 phần. NB bằng 2 là NC, đây n ở đây. Mặt phẳng GMN cắt hình chóp chia thành hai phần một phần có định A và phần không có định A tính tỷ số hai phần đó. Rồi bây giờ mình sẽ nối GMN lại trước. Đây là G. Rồi ở đây là MN nối lại. Bây giờ mình sẽ xác định thiết diện khi cắt hình hộp này bởi mặt phẳng GMN. Đây mình sẽ kéo dài dm ra nối lại ở đây Mình sẽ gọi điểm này là điểm T Rồi bây giờ ở đây mình nối MT lại với nhau Đây MT cách B,B B tại điểm P đây. Rồi Bây giờ mình kéo dài MT cách A phẩy tại đỉnh S cái đến đây Tại điểm S mình nối SG lại SG cách A phẩy D phẩy tại điểm Q bây giờ mình sẽ nối Q với M lại với nhau rồi mình sẽ nối P với N lại với nhau và thì ở đây mình sẽ suy ra được là thiết diện cách bởi mặt phẳng GMN là đa giác MQ MQGNP là một hình ngũ giác. Rồi thì nó sẽ chia hình này thành hai phần, một phần có chứa đỉnh A là phần phía dưới và phần không chứa đỉnh A là phần phía trên. Giờ mình sẽ gọi thể tích của khối hộp ABCD A'B'C'D' là bằng V đặt thể tích này bằng V Bây giờ mình sẽ tính thể tích của phần không chứa đỉnh A Người đó gọi phần thể tích chứa đỉnh A là VH và không chứa đỉnh A là VH' thì mình sẽ tính VH và VH phẩy theo V sau đó mình sẽ tính tỷ số với nhau thì đầu tiên mình sẽ tính VH sau đó mình sẽ lấy V trừ VH sẽ ra VH phẩy thôi cái này chính là bằng VH cộng với lại VH phẩy rồi mình có như sau bây giờ mình sẽ tính tỷ lệ TN chia cho TG thì ta có như sau TN chia TG sẽ bằng cái gì bây giờ thì mình có là uh, TN chia NG bằng BN/NC 2. Vậy TN 2 lần NJ. Vậy tn bằng 2/3. Mình nói mình nhắc lại một lần nữa. Chúng ta có như sau là ờ uh, TN chia cho NJ là bằng BN chia cho NC theo định lý Talet. Thì ta sẽ suy ra được cái tỉ số này bằng BN/NC là bằng 2. Vì suy ra được là TN gấp 2 lần của cái đoạn NJ. Vậy TN sẽ bằng 2 phần 3 lần của đoạn TG. TN chia TG bằng 2 phần 3. Chứng minh tương tự ra cũng suy ra được. TB chia cho TA. Nó cũng bằng 2 phần 3 luôn. Là do BN đã song song với lại AG. Ta sẽ được là TN chia TG bằng TB chia TA. Rồi TB chia TA cũng bằng TP chia cho TS. TP chia cho TS. Thì số này cũng bằng 2 phần 3. Thêm lý ta lết. ta có là BP song song với là SA suy ra được TP chi TA sẽ bằng TP chi TS từ ba điều này mình sẽ suy ra được một điều đó là thể tích khối chóp T BNP chia cho thể tích của khối chóp lớn T G, A, bằng các tỷ số này nhân lại với nhau TN chi TG TB chi TA nhân TP chia cho TS và nhân lại với nhau bằng 2 phần 3 tất cả mũ 3 bằng 8 phần 27 mình sẽ so sánh tỷ lệ khối chóp S A phẩy với khối chóp S A, G, T nữa bây giờ mình sẽ tiếp tục thì ta có như sau S phẩy chia A. A, A đó chính là bằng S chia cũng bằng s m chia s t. và nó bằng a m a phẩy m chia a t. đây thay định lý talet thì ta có là s a phẩy chia a bằng sQ q chia s bằng s m chia s t tất cả đều bằng nhau thay định lý talet và nó cùng bằng a phẩy m chia cho at và ta có như sau a phẩy m thì là bằng 1 phần 2 của a phẩy b phẩy còn AT rồi từ ở đây thì mình có là uh, TB chia TA bằng 2 phần 3 thì mình sẽ suy ra được là AB chia TA AB chia cho TA sẽ bằng 1 phần 3 và mình sẽ suy ra được là uh, AT sẽ bằng 3 lần AT sẽ bằng 3 lần của AB đây bằng 3 lần AB thì tỷ số này sẽ bằng 1 phần 6 Tại vì A phẩy B phẩy A phẩy B phẩy sẽ bằng AB Bằng 1 phần 6 Vậy ta sẽ suy ra được là thể tích của khối chóp S A phẩy M S A phẩy M Chia cho thể tích khối chóp lớn S A T S A T Chính là bằng S A phẩy Chia S A S Q Chia S D nhân với lại FM st Chỉ số này bằng tất cả mình đã chứng minh ba cái bằng nhau 1/6 mũ 3, 1/216. Vậy từ đây mình suy ra được là thể tích của khối chóp còn lại có hai đáy là a, quy và a, NB gọi là VH do nó có chữ đỉnh A. Chia cho thể tích của khối chóp lớn đó chính là SAT. sẽ bằng 1 trừ đi hai chỉ số trên cộng lại. 8 phần 27 cộng với lại 1 phần 216 và mới tính được cái này bằng 151 phần 216 bây giờ mình chỉ cần tính thể tích của khối chóp S, A, -G T theo V nữa là xong thì chúng ta đã sẽ xong bài toán và mình có như sau thể tích khối chóp S, A, -G T chi cho V cái này chính là bằng cái gì bạn nhận xét cho mình một cái là khối hộp và một cái là khối chóp thì mình sẽ nhân 1 phần 3 cho cái khối hộp còn khối chót thì mình sẽ không làm gì hết rồi bây giờ mình sẽ tính tỷ số đường cao tỷ số cạnh đáy nữa là xong thì các bạn để ý cho mình đường cao thì ta có SA phẩy chia SA bằng 1 phần 6 cho nên là SA chiếm 6 phần thì SA phải chiếm 1 phần còn AA phẩy chiếm 5 phần vậy thì tỷ lệ đường cao của nó sẽ là 6 phần 5 6 phần 5 mình nhân tiếp tục đây là 1 rồi 6 phần 5 bây giờ tỷ lệ các cạnh hai hình này có cùng cạnh AD ở đây có cùng cạnh AD thế mình để tỷ lệ nó bằng 1 chia 1 luôn rồi bây giờ mình cần tính thêm tỷ lệ của cạnh AT và AB nữa là xong và ta có như sau ở đây TB chia TA bằng 2 phần 3 để suy ra được là AB chia cho TA là bằng 1 phần 3 tỷ lệ của nó sẽ là 3 chia cho 1 3 chia cho 1 ở đây bạn lưu ý cho mình đó chính là khi ta lấy 1 x 3 chia cho 1 x 1 thì chúng ta phải nhân thêm 1 phần 2 nữa là bởi vì ở đáy của hình chóp là hình tam giác đáy của hình này là một hình bình hành nên tỷ lệ nó phải nhân thêm 1 phần 2 vào đây nữa bạn lưu ý cho mình đó chính là tỷ lệ đường cao sẽ bằng SA phải chia SA bởi vì khi chúng ta hạ đường cao xuống theo định lý ta lét thì ta sẽ có là H1 chia cho H2 thì cũng bằng SA phải chia SA luôn mình bấm này sẽ được là bằng 3 phần 5 Vậy ta sẽ suy ra được là bây giờ mình sẽ lấy hai tỷ số này nhân lại với nhau Đây, nhân lại với nhau chỉ còn là VH trên tử chia cho V ở dưới mẫu là bằng Bấm máy tính mình được cái này bằng 151 phần 360 Rồi Vậy thì ta sẽ suy ra được là V của H phẩy chi cho V Sẽ bằng 1 trừ an 1 trừ 151 phần 360 Cái này bấm máy tính thì mình được nó bằng Phần 209 phần 360 Vậy thì mình sẽ suy ra được là gì VH chia cho VH phẩy chính là bằng hai cái mẫu giống nhau từ chia tự là bằng 151 phần 209 Vậy đáp án chính xác ở đây là phương án A Các bạn thấy được đây là một bài rất khó Tuy nhiên các bạn cần nắm vững về các công thức tỷ lệ thể tích cũng như là khi chúng ta tính thể tích của hình chóp và hình hộp ở cùng mặt phần đáy đó chính là tỷ lệ của các cạnh của nó Còn cái góc kẹp giữa này thì nó không quan trọng cho dù nó góc vuông hay là góc không vuông cũng được Tại vì uh, thì cũng được tam giác thì ta cũng có là những tam giác bằng 1 phần 2 tích hai cạnh nhưng do sin của góc kẹp giữa thì sin góc kẹp giữa nó không nhất thiết phải là góc vuông thì khi ta rút gọn tỷ lệ nó sẽ mất với nhau thôi nó chỉ còn tỷ lệ các cạnh với cạnh thì cảm ơn các bạn đã xem đã thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên cho mình một đăng ký một like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem nhé.